Chính trường thế giới vừa qua chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp. Tại Pháp, Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới đã bất ngờ giành chiến thắng tại vòng thứ hai của cuộc bầu cử quốc hội. Thủ tướng liền nộp đơn từ chức. Liên quan đến cuộc bầu cử tại Mỹ, The Hill tiết lộ 4 nghị sĩ cấp cao đảng Dân Chủ muốn ông Biden dừng tranh cử. Trong khi đó ở Ukraine, Đại tá Mỹ tiết lộ bí mật Kiev và NATO đang cố gắng che giấu. Với cuộc xung đột ở Trung Đông, tướng Israel thừa nhận chiến sự sẽ kéo dài nhiều năm. Cập nhật một số diễn biến căng thẳng trong ngày qua. Nga gửi 2 tàu chiến đến vùng biển châu Á-Thái Bình Dương, mục đích là gì? Căng thẳng tiếp tục leo thang ở bán đảo Triều Tiên. Em gái chủ tịch Kim Jong-un dọa đáp trả cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc. Nhật Bản, Philippines ký hiệp ước quốc phòng nhằm vào Trung Quốc. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình An ninh trật tự 24 giờ ngày sau đây. Quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Mở đầu sẽ là những cập nhật đáng chú ý về tình hình địa chính trị trên thế giới. Thưa quý vị, Pháp đang phải đối mặt với bế tắc chính trị tiềm ẩn sau cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 7, khi Liên minh cánh tả bất ngờ chiếm vị trí hàng đầu nhưng không có đảng nào giành được đa số. Các cử tri đã đem lại thất bại đến cho đảng National Rally của bà Marine Le Pen. Trước đó, các cuộc thăm dò ý kiến đã dự đoán National Rally sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2, nhưng cuối cùng kết thúc ở vị trí thứ 3. Kết quả này cũng là một cú đánh cho Tổng thống Emmanuel Macron, người đã kêu gọi thực hiện các cuộc bầu cử nhanh chóng để làm rõ bối cảnh chính trị sau khi ông thất bại trước National Rally trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng trước. Cuộc bầu cử sẽ khiến cho Quốc hội bị chia thành 3 nhóm lớn, cánh tả, trung dung và cánh hữu, với các chính sách cực kỳ khác nhau và không có truyền thống làm việc cùng nhau. Vẫn chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới NFP muốn đưa ra giới hạn đối với giá của các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu và thực phẩm, tăng mức lương tối thiểu lên 1.600 euro dòng mỗi tháng, tăng lương cho công nhân khu vực công và áp thuế tài sản. Nhà lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Mélenchon nói, ý chí của người dân phải được tôn trọng nghiêm, Tổng thống mới mời mặt trận nhân dân mới lãnh đạo. Trong khi đó, dưới thời bà Le Pen, National Rally đã nỗ lực giảm danh tiếng lịch sử về phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái của đảng. Nhưng nhiều người trong xã hội Pháp vẫn xem sự phổ biến của đảng này là điều đáng báo động. Kết quả chính thức đã được đưa ra tại hầu hết các khu vực vào sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương. Các cơ quan bỏ phiếu dự báo cánh tả sẽ giành được 184 đến 198 ghế, Liên minh Trung Dung của Macron từ 160 đến 169 và National Rally và các đồng minh giành được từ 135 đến 143. Theo thông tin vừa được cập nhật từ Reuters, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo ông sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron vào sáng ngày 8 tháng 7 sau khi liên minh đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử trước Quốc hội vào cuối tuần qua. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu vào ngày 8 tháng 7 sau khi công bố kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Liên minh của tôi, ngay cả khi đạt được số điểm cao gấp 3 lần so với dự đoán trong những tuần gần đây, vẫn không giành được đa số trong Quốc hội. Để thể hiện sự trung thành đối với liên minh của mình, tôi sẽ nộp đơn từ chức cho Tổng thống. Dựa trên kết quả tối nay, nhiều người Pháp dường như cảm thấy bất ổn về tương lai. Đất nước của chúng ta trải qua một tình hình chính trị chưa từng có và đang chuẩn bị chào đón thế giới đến với Thế vận hội trong vài tuần nữa. Thủ tướng Attal cam kết sẽ thực hiện chức trách tới khi nào cần thiết. Thưa quý vị, đêm nay một kỷ nguyên mới bắt đầu, một kỷ nguyên mới cho đất nước chúng ta. Tuyên bố trên được Thủ tướng Attal đưa ra sau khi Liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới NFP giành đa số ghế tại vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp. Đã thì đưa tin sau khi kết quả sơ bộ của vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp được công bố vào đêm ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 7, bạo loạn và cướp bóc đã nổ ra trên khắp nước Pháp khi những người ủng hộ cánh tả tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng của Liên minh Mặt trận Bình dân mới trước Đảng Tập hợp Quốc gia Cánh hữu và Liên minh Trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron. Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, tình trạng hỗn loạn đã nổ ra ở trung tâm thành phố Paris. Đám đông tụ tập tại quảng trường Cộng hòa, bắn pháo hoa và hô vang: những người trẻ tuổi, hãy vứt bỏ mặt trận quốc gia. Hơn 30.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai trên khắp nước Pháp, bao gồm 5.000 người ở Paris.
Cảnh sát đã cố gắng giải tán đám đông bằng hơi cay khi đám đông đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ ném chai lọ, dựng hàng rào chắn và đốt xe đạp. Các nhà hàng, ngân hàng và nhiều địa điểm khác ở Paris đã cố gắng chặn cửa hàng bằng những tấm gỗ, nhưng đám đông được cho là vẫn tràn vào và cướp phá một số cửa hàng. Bà Mỹ The Hill dẫn các nguồn thạo tin cho hay, trong một cuộc gọi kín, bốn hạ nghị viện cấp cao của Đảng Dân Chủ đã bày tỏ quan điểm Tổng thống Biden không nên đại diện cho Đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm nay. Theo các nguồn tin, trong một cuộc gọi với lãnh đạo phe Dân Chủ Harkin Jenfires và các thành viên cấp cao của Đảng tại Hạ viện Mỹ diễn ra vào chiều 7 tháng 7, bốn nghị sĩ Jerry Nadler, Mastacano, Joe Moros và Adam Smith đều đã lên tiếng ủng hộ việc thay đổi ứng viên Tổng thống. Bốn nghị sĩ này là thành viên cấp cao trên các ủy ban quan trọng tại Hạ viện, bao gồm Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Hành chính, Ủy ban các vấn đề cựu binh và Ủy ban Quân vụ. Một nguồn tin cho hay tất cả họ đều cho rằng Đảng Dân Chủ cần làm gì đó khác đi. Trước đó, năm hạ nghị sĩ Dân Chủ đã công khai kêu gọi ông Biden dừng chiến dịch tranh cử sau màn thể hiện gây thất vọng trong cuộc tranh luận với ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News vào ngày 5 tháng 7, Tổng thống Biden đã cố gắng xoa dịu những lo ngại về tuổi tác và khẳng định rằng mình vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Dân Chủ cho rằng cuộc phỏng vấn không thể làm dịu đi sự lo ngại. Hạ nghị sĩ Adam Schiff cho hay, không cuộc phỏng vấn nào có thể thay đổi công chúng. Màn tranh luận của ông Biden khiến cho người Mỹ đặt câu hỏi liệu Tổng thống có đủ sức khỏe để đánh bại đối thủ Donald Trump. Bất chấp áp lực ngày càng gia tăng, ông Biden tuyên bố sẽ không rút lui khỏi cuộc đua. Ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, tôi xin nói rõ ràng nhất có thể, tôi là Tổng thống Mỹ đương nhiệm, là ứng viên của Đảng Dân Chủ. Tôi sẽ tiếp tục cuộc đua. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Jenfire và nghị sĩ James Clyburn tuần trước nhấn mạnh rằng ông Biden không nên rút khỏi cuộc đua. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng nói rằng bà hoàn toàn tin tưởng vào Tổng thống Biden và mong đợi dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của ông vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục tranh cử. Reuters đưa tin ông Biden đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến từ các cử tri da màu tại một nhà thờ ở thành phố Philadelphia vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Trong bài phát biểu của mình tại nhà thờ Mestre Aldi Church of Christ, ông Biden đã nói đùa vài câu về tuổi tác của mình. Ông cũng đề cập đến Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris, nói rằng có những người đang muốn xóa bỏ lịch sử. Kamala và tôi đang muốn đạt được mục tiêu của mình để ngăn chặn họ, bởi vì lịch sử của người da màu sẽ là lịch sử của nước Mỹ. Ông Biden đang phải đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc chấm dứt nỗ lực tái tranh cử của mình sau cuộc tranh luận vào ngày 27 tháng 6 với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Biden đã phát biểu trước hội chứng trong hơn 6 phút, nói rằng chúng ta phải đoàn kết nước Mỹ một lần nữa, đó là những gì tôi sẽ làm. Các cử tri da màu là một phần quan trọng trong lượng người ủng hộ của ông Biden. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây đã cho thấy rằng sự ủng hộ của họ đối với ông đang dịu đi. Liên quan đến tình hình ở Đông Âu, thưa quý vị, sau chuyến thăm đến Moscow vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hứa hẹn sẽ có những cuộc gặp bất ngờ khác trong tương lai. Thủ tướng Orbán mô tả cuộc gặp của ông đối với Tổng thống Putin là khá đặc biệt. Sức mạnh thực sự không nằm ở số lượng đầu đạn mà họ có là lãnh thổ, con người, toàn bộ kho báu địa lý khổng lồ và nhiều thứ khác. Nga là một đế chế thực sự và ông Putin là người cai trị đế chế đó. Thủ tướng Hungary nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Die Welt của Thụy Sĩ. Ông Orbán cho hay chuyến đi đến Moscow được bí mật lên kế hoạch và sẽ có nhiều cuộc họp bất ngờ khác có thể diễn ra vào tuần tới, nhưng thủ tướng không nêu rõ ông ấy sẽ gặp ai. Ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Hungary đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chỉ vài ngày sau đó, ông Orbán lại đến thăm Moscow, một động thái bị EU và Kiev chỉ trích gay gắt. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào ngày 5 tháng 7 đã tiếp đón Thủ tướng Orbán tại Điện Kremlin để hội đàm và thảo luận về Ukraine cùng nhiều vấn đề khác. Sau chuyến thăm tới Moscow và Kiev, Thủ tướng Orbán lưu ý rằng quan điểm của Moscow và Kiev về cuộc xung đột còn rất khác nhau. Đã thì đưa tin sau chuyến thăm Ukraine và Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Bắc Kinh để hội đàm cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tân Hoa Xã đưa tin vào sáng ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 7, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Ông Orbán viết trong một bài đăng trên X, Trung Quốc là một cường quốc chủ chốt trong việc tạo ra các điều kiện cho hòa bình trong chiến sự Nga-Ukraine. Đây là lý do tại sao ngày hôm nay tôi đến đây để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Chi tiết về cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ. Thủ tướng Hungary gọi chuyến đi đến Bắc Kinh là một phần trong sứ mệnh hòa bình 3.0. Thủ tướng Hungary bắt đầu sứ mệnh hòa bình của mình vào tuần trước với chuyến đi không báo trước tới Kiev, nơi ông đề xuất một lệnh ngừng bắn nhanh chóng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, ông Orbán đã tới Moscow. Tại đó, ông thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về con đường ngắn nhất để chấm dứt tình trạng xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 8 tháng 7 cho biết, Liên minh dự kiến sẽ đồng ý với kế hoạch 5 điểm nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến trước Nga, bao gồm chuyển sự hỗ trợ quốc tế sang một bộ chỉ huy thống nhất và thiết lập các cam kết từ các quốc gia để duy trì hỗ trợ quân sự cho Kiev trong ít nhất một năm nữa. Ông Stoltenberg đã nói với các phóng viên trong một hội nghị bàn tròn ở thủ đô Washington trước hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần này rằng liên minh sẽ tạo ra một trụ cột chỉ huy ở Đức với 700 binh sĩ và đứng đầu là một vị tướng NATO 3 sao. Bộ chỉ huy sẽ tiếp quản hầu hết sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine, hiện đang được quản lý bởi một liên minh khoảng 50 thành viên mang tên Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine. Căn cứ cũng sẽ giám sát việc đào tạo và hậu cần cho Ukraine. NATO cũng sẽ thiết lập các cam kết giữa các liên minh bao gồm 32 thành viên để duy trì mức độ hỗ trợ hiện tại dành cho Ukraine từ các đồng minh trong ít nhất một năm nữa. Ông Stoltenberg nói, các đồng minh sẽ thiết lập một đường cơ sở tối thiểu để hỗ trợ tài chính trong tương lai. Ông cho biết đây là những hành động hoàn chỉnh để Ukraine đến gần hơn với NATO, để Ukraine sẵn sàng tham gia NATO. Tôi tin rằng dù cam kết bằng lời nói là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là những gì mà chúng ta phải làm. Những phần khác của thỏa thuận mà các thành viên NATO dự kiến sẽ cam kết tại hội nghị thượng đỉnh bao gồm các thông báo tới các đồng minh về viện trợ vũ khí, chẳng hạn như các hệ thống tiên tiến và tăng cường khả năng tương tác của quân đội Ukraine với lực lượng NATO. Khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh, khoảng 20 đồng minh cũng sẽ ký các thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một thỏa thuận vào tháng trước với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết hỗ trợ Kiev và hệ thống phòng thủ của nước này trong vòng 10 năm tới. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7, giữa lúc lực lượng Nga đang gây áp lực trên mặt trận 600 dặm ở Ukraine, nơi đang chiến đấu quyết liệt. Mỹ và NATO đã lập luận rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh, nhưng không thiết lập mốc thời gian cụ thể. Tiếp tục cập nhật tình hình ở chiến trường Nga-Ukraine, nơi giao tranh tiếp tục diễn ra gay gắt. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, đại tá Jolas Mitsotakis vừa qua nhận định sự sụp đổ trong chính sách của NATO đối với Ukraine là hiển nhiên, trong khi Kiev và các đồng minh không thể làm gì để có thể che giấu điều đó. Đại tá Jolas Mitsotakis nói trên kênh YouTube Judging Freedom, mọi người đều nhận ra rằng việc che giấu sự thất bại của NATO ở Ukraine với công chúng là không thể. Theo Mitsotakis, NATO đang bối rối và không biết phải làm gì. Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan tình báo Mỹ đang cố gắng làm mọi cách để có thể trì hoãn sự sụp đổ của Ukraine cho đến khi cuộc bầu cử vào tháng 11, nhưng ông nghĩ rằng họ sẽ không thành công. Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti rằng các nước phương Tây đã muốn tiêu diệt Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhưng họ không thể ngờ sức mạnh của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời đánh giá thấp sự ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế Nga. Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và nước láng giềng phía Tây vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu chấm dứt, trong một chương trình truyền hình quốc gia, một nhà tuyên truyền người Nga đã thảo luận về việc tấn công hạt nhân vào Ukraine. Theo đó, ông Sergei Mardin, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đã chia sẻ quan điểm của ông về một cuộc thăm dò cho thấy 1/3 người Nga sẽ không phản đối tấn công hạt nhân vào Ukraine. Theo Newsweek, thông tin này xuất hiện sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, một lần nữa tuyên bố cuộc chiến ở Ukraine có thể sẽ thúc đẩy Moscow sửa đổi học thuyết hạt nhân. Chính sách hiện tại của Nga chỉ cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử khi có mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Trước đó, Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố ông không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để đạt được mục tiêu của mình ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Kiev vào Nga bằng vũ khí tầm xa do Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây cung cấp có thể khiến tình hình leo thang hơn nữa, thúc đẩy Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Đáng chú ý, trong một đoạn video ghi lại phát biểu của ông Mardin, được Julia Davis, người sáng lập tổ chức giám sát Russia Media Monitor, đăng tải trên mạng xã hội X, ông Mardin cho biết rằng số người Nga không phản đối một cuộc tấn công bằng hạt nhân là cực kỳ cao.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người lo sợ về một cuộc chiến liên quan đến vũ khí hủy diệt này. Theo bản dịch của Russian Media Monitor, ông Madin nói rằng, đại đa số người dân Nga vẫn giữ được sự tỉnh táo và tôi tin rằng họ sẽ không đánh mất nó. Đồng minh của Tổng thống Putin cho biết, ông hiểu lý do tại sao nhiều người lại ủng hộ một cuộc tấn công hạt nhân. Trong các bình luận gửi cho tôi, họ nói rằng, tại sao chúng ta phải hy sinh người dân của mình khi có thể cho nổ tung một quả bom hạt nhân? Tuy nhiên, câu hỏi theo sau đó là, chúng ta nên tấn công hạt nhân vào ai và ở đâu? Ông Madin bày tỏ sự phản đối việc sử dụng vũ khí nguyên tử vào Ukraine vì cho rằng nước này cũng là một phần của Nga. Ông chất vấn liệu người dân Nga có ủng hộ các cuộc tấn công hạt nhân vào các thành phố của Nga nếu bạo lực nổ ra ở những nơi đó hay không. Nhà tuyên truyền người Nga tiếp tục khẳng định các vùng lãnh thổ Kharkiv, Dnipro, Kherson, Zaporizhia, Kiev, Chernihiv và tất cả đều là lãnh thổ của Nga, không gì khác cả. Thưa quý vị, hiện càng có nhiều suy đoán rằng Triều Tiên có thể gửi quân đến Ukraine. Vào tháng trước, thì Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước đồng ý hỗ trợ quân sự cho đối phương nếu bên còn lại bị tấn công. Trước các thông tin này, thì các chuyên gia đã nêu ra nhận định về khả năng Bình Nhưỡng có thể gửi quân đến Ukraine, cũng như khả năng chiến đấu của binh sĩ Triều Tiên. Tờ Chosun của Hàn Quốc trích lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết Triều Tiên có kế hoạch gửi lực lượng xây dựng và kỹ thuật đến Ukraine vào cuối tuần này. Cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra, nhưng suy đoán đã tăng cao trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc vào cuối tháng trước, khi một nhà báo nói rằng Quân ủy Trung ương Triều Tiên đã thông báo rằng Triều Tiên sẽ hợp tác với quân đội Nga. Đáp lại, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder mô tả việc Triều Tiên có khả năng gửi lực lượng quân sự đến Nga là điều chắc chắn cần phải theo dõi. Các chuyên gia cho biết, nhưng nếu điều đó xảy ra, lợi thế chính mà Nga nhận được sẽ là số lượng binh sĩ tuyệt đối của Triều Tiên, chứ không phải hiệu quả chiến đấu của họ. Edward Howell, thành viên của Quỹ Hàn Quốc với chương trình Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Chalmers Hall cho biết, Triều Tiên có một đội quân lớn bao gồm 1,3 triệu quân. Tuy nhiên chất lượng vũ khí thông thường, vũ khí và bản thân những người lính Triều Tiên rất yếu. John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ Dân Chủ, nói rằng ngay cả khi các báo cáo này là đúng sự thật, ông không nghĩ đến việc triển khai quân đội Triều Tiên sẽ có tác động đáng kể lên chiến trường ở Ukraine. Triều Tiên có quân đội lớn thứ tư thế giới với ước tính số lượng quân đội là khoảng 1,2 triệu người. Ivan Rivis, cố vấn cấp cao của công ty tư vấn toàn cầu Albright Stonebridge Group cho biết, nhưng dù được đào tạo tốt và có động lực cao, quân đội Triều Tiên lại không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu thực tế nào trong nhiều thập kỷ. Lần cuối cùng họ chiến đấu là trong chiến tranh Triều Tiên khi giao tranh kết thúc vào năm 1953. Ông Revis, người từng là trợ lý thư ký về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George Bush cho biết, điều này đặt ra câu hỏi về cách quân đội của họ sẽ thực hiện như thế nào trước một quân đội Ukraine năng động, quyết tâm, có kinh nghiệm và cứng rắn. Chuyển sang chiến sự ở khu vực Trung Đông, thưa quý vị, theo tờ Times of Israel, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 7 tháng 7 đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu. Trong đó, ông Starmer bày tỏ mong muốn chính quyền Tel Aviv nhanh chóng đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài gần 9 tháng ở dải Gaza. Ông Starmer nhấn mạnh, nhu cầu cấp bách về một lệnh ngừng bắn ở Gaza cũng như việc trả tự do cho các con tin và tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Tân Thủ tướng Anh lưu ý điều quan trọng là phải đảm bảo các điều kiện lâu dài cho giải pháp hai nhà nước được đưa ra, bao gồm đảm bảo chính quyền Palestine có đủ nguồn tài chính để hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về an ninh ở khu vực Trung Đông. Thủ tướng Starmer cho biết ông cam kết tiếp tục mối hợp tác quan trọng giữa Anh và Israel để ngăn chặn các mối đe dọa nguy hiểm hiện tại lẫn tương lai. Cuộc gọi giữa hai vị thủ tướng diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đang leo thang nguy hiểm. Đặc biệt, căng thẳng gia tăng giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện sắp bùng nổ. Văn phòng của Netanyahu vẫn chưa bình luận về cuộc gọi này. Trong khi đó, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn tướng Daniel Hagari thừa nhận cuộc chiến với Hamas sẽ kéo dài nhiều năm, cho dù đối phương không thể mở lại những đòn đánh vượt biên giới. Khi được hỏi về tương lai chiến sự tại dải Gaza, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari vào ngày 6 tháng 7 nói với đài ABC của Mỹ, liệu Hamas cứ tiếp tục tồn tại ở dải Gaza trong vòng 5 năm nữa? Tôi nghĩ câu trả lời là có. Ông cho biết Israel đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến đấu lâu dài chống lại Hamas, cho dù nhóm này không còn khả năng thực hiện một cuộc tấn công như ngày 7 tháng 10. Ông Hagari là quan chức Israel đầu tiên công khai thừa nhận rằng chiến sự ở dải Gaza sẽ kéo dài và khó khăn, trái ngược với tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa hẹn sẽ nhanh chóng tiêu diệt Hamas.
Chiến dịch trên bộ và trên không của Israel ở Gaza bắt đầu sau khi các chiến binh của Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết khoảng 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin. Cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến cho 37.600 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế Palestine, và để lại Gaza trong cảnh đổ nát. Quân đội Israel vào ngày 6 tháng 7 vừa không kích vào một trường học ở trại tị nạn El Suseras tại trung tâm dải Gaza, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Israel cho biết quân đội của họ đã thực hiện cuộc tấn công dựa trên thông tin tình báo rằng địa điểm này được sử dụng làm nơi ẩn náu và cơ sở hạ tầng quan trọng của các lực lượng Hamas ở dải Gaza. Hamas phủ nhận chiến binh của họ có mặt ở đó. Tiếp tục cập nhật diễn biến ở những điểm nóng khác trên thế giới, hãng tin Interfax cho biết vào ngày 8 tháng 7, hai tàu hộ tống thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã rời khỏi cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Interfax trích lời cơ quan báo chí của hạm đội Thái Bình Dương cho biết, khi rời khỏi căn cứ chính của hạm đội, thủy thủ đoàn của các con tàu đã huấn luyện việc chuẩn bị cho trận chiến và khi đi qua một khu vực hẹp, tàu tiến hành huấn luyện đẩy lùi cuộc đột kích từ máy bay không người lái của đối thủ. Các tàu hộ tống Genki và Gromki sẽ tiến hành một số cuộc tập trận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm việc tìm kiếm và phá hủy các tàu ngầm giả của đối phương và cũng sẽ đưa ra các thuật toán chung để thực hiện phòng không và phòng thủ trên biển. Theo truyền thông nhà nước Nga, tàu hộ tống Renski có thể chiến đấu với tàu ngầm và tàu nổi của đối phương, tấn công các mục tiêu ven biển và chống lại máy bay địch. Tàu này đã được đưa vào hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương vào tháng 9 năm 2023. Tàu Gromki cùng với lớp Genki đã được đưa vào hoạt động vào năm 2018. Reuters đưa tin một quan chức vào ngày 8 tháng 7 cho biết Philippines và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận mang tên Tiếp cận đối ứng RAA, cho phép hai nước triển khai lực lượng của mình trên đất của nhau, một cột mốc quan trọng trong quan hệ an ninh của cả hai trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thư ký truyền thông của Tổng thống Philippines Chelory Garofalo cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa đã ký một thỏa thuận trong một buổi lễ ở Manila với sự chứng kiến của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Thỏa thuận lập ra một khuôn khổ để tạo điều kiện cho việc hợp tác quân sự, chẳng hạn như cho phép nhân viên và thiết bị nước ngoài nhập cảnh dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản ký kết một thỏa thuận loại này ở châu Á, dự kiến sẽ có hiệu quả sau khi được cơ quan lập pháp của cả hai nước phê chuẩn. Sự hiện diện của quân đội Nhật Bản ở Philippines có thể giúp cho Manila chống lại tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi có những tuyên bố chủ quyền hàng hải mở rộng của Bắc Kinh xung đột với một số quốc gia Đông Nam Á. Tòa án trọng tài thường trực vào năm 2016 cho biết các yêu sách của Trung Quốc không có đủ cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Cả Philippines và Nhật Bản, hai trong số các đồng minh của châu Á thân cận nhất đối với Mỹ, đã theo đuổi một đường lối mạnh mẽ chống lại những động thái của các tàu Trung Quốc. Nhật Bản không có bất kỳ yêu sách nào đối với Biển Đông, nhưng có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Liên quan đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un cảnh báo Bình Nhưỡng có thể thực hiện những hành động đáp trả các cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Hàn Quốc gần biên giới. Bà Kim Jo-yong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố vào ngày 8 tháng 7, mọi người đều thấy rõ sự nguy hiểm của các cuộc tập trận bắn đạn thật liều lĩnh của quân đội Hàn Quốc ở sát biên giới Triều Tiên. Tuyên bố của bà Kim Jo-yong được đưa ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc vào những tuần gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới trên bộ và trên biển, sau khi chính quyền Seoul đình chỉ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều vào năm 2018. Theo bà Kim Jo-yong, Tổng thống Jun Suk-jong đang tìm kiếm lối thoát khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng chính trị bằng cách làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua các hành động khiêu khích ở khu vực biên giới. Bà chỉ ra rằng số người dân Hàn Quốc yêu cầu Quốc hội đề xuất dự luật luận tội Tổng thống Jun đã vượt mốc 1 triệu trên trang web kiến nghị của Quốc hội. Em gái Chủ tịch Kim Jong-un cũng cảnh báo về các hành động quân sự tiềm tàng nhằm đáp trả hành động mà Triều Tiên coi là khiêu khích. Bà Kim Jo-yong nhấn mạnh, trong trường hợp mà chúng tôi cho rằng Hàn Quốc đã vi phạm chủ quyền của Triều Tiên và có hành động tương tự như tuyên chiến, các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ được Hiến pháp Triều Tiên quy định. Trong vài tuần trở lại đây, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây nhiễu tín hiệu GPS. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng thả hàng tấn rác thải bằng bóng bay sang biên giới nhằm đáp trả việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Điều này dẫn đến chính phủ Hàn Quốc quyết định đình chỉ thỏa thuận năm 2018. Thỏa thuận này hạn chế các cuộc diễn tập quân sự của cả hai bên và dẫn đến việc dỡ bỏ mìn và chạm gác ở biên giới. Hàn Quốc tuyên bố tất cả các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục tại biên giới đất liền và trên biển. Ở chiều ngược lại thì một số nguồn tin tiết lộ quân đội Triều Tiên đang xây dựng các vị trí mới tại một số trạm gác gần khu vực phi quân sự DMZ ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên.
Các bức ảnh do truyền thông Hàn Quốc công bố cho thấy hàng chục binh sĩ đang xây dựng công sự mới tại đồn điền biên giới trên đỉnh đồi. Các quan chức Nepal cho biết vào ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 7, mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ quét khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong 36 giờ qua, đồng thời làm tắc nghẽn nhiều xa lộ và tuyến đường quan trọng. Người phát ngôn cảnh sát Nepal Dan Dahabru Kaki cho biết ít nhất 8 người mất tích do lũ cuốn trôi hoặc bị chôn vùi trong các trận lở đất, trong khi 12 người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Ông Kaki nói với Reuters rằng các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm tại các khu vực lở đất và thông đường, đồng thời cho biết thêm rằng các thiết bị hạng nặng đang được sử dụng để dọn dẹp những đống đổ nát. Tại đông nam Nepal, mực nước sông Kosi, vốn gây ra lũ lụt chết người ở bang Bihar của Ấn Độ gần như hàng năm, đã vượt qua mức nguy hiểm. Giới chức cho biết tất cả 56 cửa thoát nước của đập Kosi đã được mở so với khoảng 10 đến 12 cửa trong tình trạng bình thường. Ở phía tây Nepal, dòng chảy của các sông Nayanaji, Rapi và Mahakali cũng đang được dâng cao. Tại Kamantu, nơi có nhiều ngọn đồi bao quanh, một số con sông đã tràn bờ, làm ngập đường xá và khu dân cư. Tại tiểu bang Assam ở đông bắc Ấn Độ, lũ lụt đã giết chết hàng chục người và khiến hàng nghìn người phải di rời trong vài ngày qua. Ít nhất 50 người trên khắp Nepal đã thiệt mạng do lở đất, lũ lụt và sét đánh kể từ giữa tháng 6 khi mùa mưa gió mùa hàng năm bắt đầu. Hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm do lở đất và lũ quét thường xảy ra ở vùng núi Nepal trước khi mùa mưa bắt đầu vào giữa tháng 6 và kéo dài đến giữa tháng 9. Thưa quý vị, Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu của EU cho biết toàn cầu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất lịch sử và một số chuyên gia dự báo năm nay sẽ có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận. Theo báo cáo công bố vào ngày 8 tháng 7 của Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu EU, Copernicus C3S, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào tháng 6 vừa qua là 16,6 độ C, cao hơn 0,67 độ C so với mức nhiệt trung bình của tháng này trong vòng 30 năm. Dựa trên dữ liệu mới nhất, một số nhà khoa học nhận định năm 2024 có thể vượt qua năm 2023 để trở thành năm nóng nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu nhiệt độ toàn cầu vào giữa những năm 1800. Ông J.K. Hostfather, nhà khoa học nghiên cứu tại Berkeley Earth cho biết, tôi ước tính có khoảng 95% khả năng năm 2024 sẽ là năm nóng nóng nhất lịch sử. Hiện tượng biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hậu quả thảm khốc trên toàn thế giới. Vào tháng trước, hơn 1.000 người đã tử vong vì nắng nóng trong cuộc hành hương tới Thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ cũng ghi nhận nhiều ca tử vong vì nắng nóng. Khí thải nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch được cho là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Bất chấp những lời hứa hẹn vì việc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, các quốc gia cho đến nay vẫn chưa thể cắt giảm được lượng khí thải, khiến cho nhiệt độ vẫn liên tục tăng cao trong nhiều thập kỷ. Và sau đây xin được mời quý vị sẽ cùng khép lại chương trình với một tin tức liên quan đến lĩnh vực giải trí. Ông John Landau, nhà sản xuất đứng đằng sau loạt bom tấn Avatar và Titanic vừa qua đã qua đời ở tuổi 64 do căn bệnh ung thư. Gia đình ông Landau thông báo về cái chết của ông vào thứ Bảy ngày 6 tháng 7. Họ không nêu rõ nguyên nhân tử vong. Nhà sản xuất phim John Landau đã hợp tác với đạo diễn người Canada James Cameron trong bộ phim Titanic vào năm 1997. Titanic đã trở thành bộ phim đầu tiên vượt qua mốc 1 tỷ đô la, doanh thu phòng vé toàn cầu và giành được 11 giải Oscar, bao gồm cả giải phim hay nhất. Sau đó hai người tiếp tục hợp tác tạo nên một số bộ phim bom tấn lớn nhất trong lịch sử điện ảnh, bao gồm Avatar và phần tiếp theo Avatar The Way of Water. Trong một tuyên bố, đạo diễn Cameron đã tưởng nhớ một người bạn thân thiết và là cộng sự thân thiết nhất của tôi trong vòng 31 năm. Ông Cameron viết, sự hài hước kỳ quặc, sức hấp dẫn cá nhân, tinh thần hào phóng và ý chí mạnh mẽ của ông đã giữ vị trí trung tâm trong vũ trụ Avatar của chúng ta trong gần 2 thập kỷ. Di sản của ông không chỉ là những bộ phim mà ông sản xuất, mà còn là tấm gương mà cá nhân ông để lại. Bật khất, quan tâm, bao dung, không biết mệt mỏi, sâu sắc và hoàn toàn độc đáo. Cô Joe Sardana, một trong những ngôi sao của loạt phim Avatar, đã nói trong lời tri ân đầy cảm xúc trên Instagram. Di sản của Landau sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi trong hành trình của mình. Và những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.